Hello, xin chào anh em. Hôm nay Trần Tùng hướng dẫn nhanh cho anh em một cái clip và hướng dẫn cho anh em một cái kỹ thuật, một cái mẹo để anh em nhằm cho tất cả những người chơi guitar ai cũng có thể đệm hát được và đệm hát một cách tiếp cận với những ca khúc rất là nhanh và chơi rất hay. Đó, dễ ợt, tức là chúng ta học 1-2 ngày thôi chúng ta đệm được khoảng vài trăm ca khúc. Nếu mà nói Tùng nói thế kêu Tùng nói xạo đúng không? Không tin, Tùng chứng minh cho anh em thấy. Anh em chỉ nắm được cho Tùng cái vòng hợp âm như vậy này. Cái dãy số mà Tùng có sáng lập ra và Tùng có chia sẻ cho anh em cái kiến thức mà Tùng có đưa những cái bậc 4 chồng lên nhau đó, thì đó là những cái quãng 4 chồng lên nhau và cái hình thức con số trên quãng hợp âm thứ đi. Ví dụ thế, thì trong thứ Tùng sẽ đưa ra cái con số là 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. Rồi, anh em chỉ cần thuộc cho Tùng cái dãy số đó thôi, giống như cái số điện thoại mình vậy đó. Nói là trên vòng hợp âm thứ là gồm có bậc mấy, 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. Đó, rất là đơn giản, anh em thấy không? Thì 1, 4 là gì? 1, 4 là hợp âm thứ, chủ âm là bậc 1. Kế tiếp tiếp nó sẽ có một cái bậc 4 chồng lên nhau, thì chúng ta được một cái chùm hợp âm thứ, nhóm thứ đầu tiên. Sau khi chúng ta có nhóm thứ thì chúng ta có dãy số 7, 3, 6. 7, 3, 6 này là có một cái nhóm trưởng, và những cái nhóm trưởng này cũng là những cái quãng 4 chồng lên nhau. Tí nữa Tùng sẽ minh chứng điều này cho anh em. Và cuối cùng anh em có một cái nhóm 2 năm. Đó, 1, 4, 7, 3, 6 rồi đó. Thì 2 năm là nhóm 7. Nhóm 7 là những cái màu mà màu dim 7, màu mazer 7, hoặc là những cái màu nó tượng trưng cho những cái màu 7 để nó có tính chất dominant, nó hút về chủ âm, vân vân. Thì đó là những cái mà anh em cần nắm cho Tùng cái dãy số 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. Trong đó 1, 4 là nhóm thứ, 7, 3, 6 là nhóm trưởng và 2, 5 là nhóm 7. Anh em chỉ cần nhớ vậy cho Tùng thôi. Và sau khi anh em học thuộc được cái đó rồi thì anh em bắt đầu đưa ra để chúng ta làm công thức. Sau khi chúng ta làm công thức trên đàn xong thì chúng ta tập trên đàn. Tập trên đàn xong thì chúng ta ứng dụng vào đệm hát, và chúng ta có thể dùng cái vòng hợp âm này chúng ta đệm khoảng vài nghìn ca khúc. Vài nghìn ca khúc nha, chứ không phải là nói vài trăm ca khúc. Và nó giúp cho một số anh em mới tập chơi guitar 1-2 tháng chúng ta cũng có thể đệm được vài trăm ca khúc rồi. Chưa nói là vài nghìn ca khúc, vài trăm ca khúc là anh em có thể đệm được. Như vậy thì đệm cách nào và cảm âm cách nào và chơi cách nào để chúng ta tiếp cận với ca khúc một cách nhanh như vậy. Đầu tiên, ví dụ Tùng nói trong la thứ, thì có phải là la thứ thì anh em đếm đến bậc 4 của nó là 1-4, dãy số 1-4-7-3-6-2-5 đó anh em. Khi anh em thuộc rồi thì anh em sẽ đếm được cái dãy số này. La, si, do, re thì chúng ta có bậc 4 của nó là re thứ. Đó, vậy chúng ta có nhóm thứ đầu tiên. Sau khi có re thứ rồi thì anh em lấy cái bậc 7 của nó là gì nhỉ? La, si, do, re, mi, fa, son. Son chính là bậc 7 của nó, là dãy số 7. Và 7 rồi đến gì nhỉ? 3 thì la, si, do chính là 3. Rồi chúng ta lại lấy la, chúng ta đếm tiếp. La, si, do, re, mi, fa. Fa chính là bậc 6 của la. Và từ cái la này ta đếm tiếp ở những cái bậc khác là la, si. Chúng ta có cái si là bậc 2 của nó, si giáng hoặc là si major 7 hoặc là si dim giáng 5 là bậc 2. Cuối cùng ta có cái bậc cuối cùng áp âm dominant của nó chính là bậc 5 của nó, đó là la, si, do, re, mi. Mi chính là mi 7. Như vậy là cái nhóm này là những cái màu 7 như vậy này, màu dim 7 này, đó, màu si giáng major 7 này, hoặc là màu mi 7. Nên là cái nhóm mà bậc 2 này, bậc 5 Tùng đặt cho nó là cái nhóm 7. Như vậy khi anh em hình thành được cái nhóm 7 rồi, như vậy là trong một cái bộ hòa thanh của hợp âm thứ, anh em hình dung ra chúng ta có 3 màu sắc. Màu thứ nhất là màu thứ, màu thứ hai là màu trưởng, nằm ngay trung tâm của cái bộ hòa thanh này, và màu cuối cùng đó chính là màu 7. Và 3 màu này có tính chất khác nhau và nhiệm vụ khác nhau. Cái màu trưởng á, thì nó hùng hồn, mạnh mẽ, vui nhộn và âm nó rất là nặng. Nó tạo cho ca khúc có cái độ trầm bổng, cao trào đi lên xuống. Màu thứ thì nó nhẹ nhàng uyển chuyển và nó dẫn dắt ca khúc đi mang tính chất trữ tình, bay bổng, lãng mạn và ướt át. Cái màu 7 thì là màu đậm đặc và nó chìm, nó cuốn hút, nó làm cho ca khúc muốn trở về nghỉ ngơi và kết thúc ca khúc đó, chính là màu. Ví dụ trong la thứ thì cái màu si dim, si giáng ma dơ 7 này hoặc là si dim giáng 5 này, nó có tính chất nó hút về mi 7. Và cái mi 7 này nó là cái dominant áp âm để nó hút về luôn luôn về chủ âm la thứ. Còn những cái màu mà nó tương tác mạnh mẽ hùng hồn, nó đi theo cái dãy hòa âm mà nó đi liên tục, đó là son, do, fa. Ba cái âm này rất là mạnh mẽ hùng hồn và nó dẫn dắt ca khúc đi theo những cái xu thế nằm ngay trung tâm ca khúc đó.
Còn cái màu 1-4 này là màu giống như mình gọi là khởi động á. Cái màu khởi động tức là trong một ca khúc, thường thường khi chúng ta vào hát ở la thứ thì khởi động nhẹ nhẹ kiểu gì cũng ra cái rê thứ, sau đó có khả năng trở về rê thứ, về mi 7 và về ca khúc gọi là vòng 1-4-5. Còn cái vòng mà Tùng sáng lập ra và Tùng chế tạo ra cho anh em đó là cái vòng 1-4-7-3-6-2-5. Và hôm nay Tùng đi sâu vào cái vấn đề 1-4-7-3-6-2-5. Anh em muốn cảm âm được cái 1-4-7-3-6-2-5 giỏi thì anh em có thể chấp tất cả các bài hát, bài nào anh em cũng nghe được. Không cần khi chúng ta chơi một ca khúc, một người bạn nào đó lạ đến bảo đệm cho mình ca khúc, rồi mình đệm ngay. Một bài hát mình chưa nghe bao giờ mình cũng đệm được luôn đó. Rồi những ca khúc mà mình quá quen thuộc rồi thì không cần hợp âm Việt gì đó, mình không cần đao những hợp âm đó về nhìn mỏi mắt đau đầu, không cần. Chúng ta chỉ giữ nguyên cái công thức đó và chúng ta có thể tự sướng cho mình khoảng vài trăm ca khúc rồi. Từ vài trăm ca khúc đó nó giúp cho chúng ta gì? Cảm âm và chúng ta nghe được và chúng ta bắt đầu đưa vào thực hành. Rồi, khi anh em có cái vòng 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1 thì anh em cứ tập cho Tùng trên cái vòng này cho giỏi và anh em sướng âm La, Rê, Son, Đô, Fa, Si, Mi, La. Đó, anh em giỏi cái vòng này thì có nghĩa anh em sang vòng khác anh em cũng tập vậy cho Tùng. Ví dụ là trên mi thứ thì mi là bậc 1 thì có phải La là bậc 4 không? Rê là bậc 7 thì nhóm trưởng xuất hiện là Rê, Son, Đô, ba hợp âm trưởng. Và hợp âm 7 sẽ có hai nhóm 7 cuối cùng đó là Fa thăng dim và Si, Si 7 để trở về mi thứ. Đó, như vậy là mi, La, Rê, Son, Đô, Fa, Si, Mi. Khi chúng ta có cái vòng này rồi nè thì chúng ta có thể giải quyết được tất cả các bài hát. Ví dụ Tùng nói là ví dụ như vậy, Tùng sẽ minh chứng cho anh em khoảng 10 đến 20 ca khúc nha. Nếu có thời gian, trong clip có thời gian Tùng có sẽ minh chứng cho anh em khoảng 20 ca khúc Tùng đánh cái vòng này thôi. Đó, ví dụ là bài đầu tiên, ví dụ Tùng lấy một bài trên la thứ cho anh em dễ hình dung này, la thứ. Ví dụ là bài Định Mệnh đi. Sống. Bây giờ là lý do bản quyền ca khúc nên là Tùng có thể minh họa những ca khúc ở một vài cái giai điệu la lô cho anh em nghe một vài từ thôi. Và có thể những bài này Tùng cũng không có thuộc nhiều nên là Tùng la lư một vài chữ cho anh em hình dung ra cái bài đấy là được nhé. Rồi dắt cho anh em đệm những ca khúc đó một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đó. Ví dụ Tùng thuộc cái vòng 1, 4, 7, 3, 6 và Tùng nghe được cái âm này là 2, 5. Tùng cứ lấy cái vòng này và mỗi ô nhịp Tùng sẽ đánh một lần và Tùng đưa hợp âm vào là xong. Ví dụ bài này trên Bob Ballad thì Tùng đánh Bob Ballad đó. Trong cơn say anh đến bên em là 1-4 á, cho qua đi là 7, nhưng tháng năm cô đơn là 3, bao đam mê là 6, chiếm lấy đôi ta là 2, và em là ta và hai kẻ xa là 5-1 đó. Thấy không, anh em có cái vòng ta ra ra ta ra ti đi da ti ta ta da da là 3-3 về 6, sau 6 lại về 2-2 lại về 5, và chắc chắn lại về 1. Nào ngờ đâu một đêm định mệnh vừa ti đi ta ta da da, nào ngờ đâu tình đã chạm nhau trong cuộc đời ta ôm sâu nhớ. Tùng đi 1-4-7-3-6-2-5, Tùng giải quyết cái bài Đêm Định Mệnh. Tùng không cần phải học hợp âm của bài này nữa. Tương tự như thế, bây giờ ví dụ là rồi Tuấn Hưng, Tùng làm vài ba bài Tuấn Hưng này, ví dụ thế. Độc thoại này. Vì anh ngu si là đang có nghĩ nghĩ, giờ ông nỗi đau trách nhau được gì. Anh em ta, Tùng đi 1-4-7-3 rồi. Vì anh ngu si lòng đời dùng nghĩ, giờ ông nỗi đau 6-2 nỗi đau 5 biệt ly. Tùng cá ta ra ra ti ta ta ra ti ti, giờ ông nỗi đau trách nhau được gì. Tình yêu hôm qua giờ thấy đã xa quá, giờ ông nỗi đau biệt ly, vân vân. Mà
chấp hết những cái bài này, cứ 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 đánh tuốt tuột. Hoặc trường hợp nó không đi theo đúng cái vòng này nữa thì nó cũng luẩn quẩn ở cái vòng này thôi, 1, 4, 7. Hoặc là cái nhóm trưởng, hay đi chơi với nhóm trưởng, ví dụ là 1 nó về 7 thì kiểu gì có 3, có 6, mà 2 xuất hiện thì kiểu gì có 5, có 1. Đó, 2, 5, 1 nó hay đi với nhau. Rồi gì nhỉ, 1 với 4 là cái nhóm thứ nó hay đi với nhau, nhóm trưởng nó hay đi với nhau là 7, 3, 6. Đó là son, đô, pha trong trường hợp của la thứ này. Anh em có thể giải quyết ví dụ như vậy. Tùng lấy bài khác này, cũng 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 Tùng đánh anh em này. Trong đôi mắt em anh là tất cả, như là dấu yêu của Đức Huy đấy. Là niềm vui là 4 này, là hạnh phúc là 7 này. Em dấu yêu anh, nhưng em ước gì lần đầu mình đến trong nhau. 2 nồng nàn như đã dấu yêu, 5 từ thuở nào. Anh em thấy không? Tùng không cần phải tính toán nhiều, cứ 1 hết ô nhịp lại 4, hết ô nhịp lại 7, hết ô nhịp lại 3, hết ô nhịp lại 6, hết ô nhịp lại 2, hết ô nhịp lại 5. Đó. Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm tin, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng em ước gì lần đầu mình đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Giải quyết bài, đây là Tùng chưa đánh hợp âm, chưa có gì màu mè hết đấy. Tùng mới chỉ có là phác thảo thôi, nó ra cái bài hát đó và đệm hay rồi, chưa cần phải nhiều. Thì đây là một cái phương pháp mà nó giúp cho anh em mới tập guitar, chúng ta có thể thỏa mãn vài ba nghìn ca khúc. Rồi ví dụ Tùng đánh bài khác này. Nàng như một đó, cánh hồng phai đi, hồng phai 4 không, hương sắc heo hon 7 không, theo những ngày tàn bao, cuộc tình đi qua trong em 6 không, mang bao tiếc nuối là 2 không, trái tim là 5 không, vỡ tan rồi về 1 đó. Rồi hoặc là ví dụ là tới điệp khúc nó cũng vậy thôi, ti đi đi ti đi ti ti đi đi ti đi đi là 4, ti đi đi ti 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 7, ti đi đi ti đi ti cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân mang theo mối tình nàng khóc cho mình. 1, 4, 7, 3, 6, 2 và 5. Như vậy anh em chỉ cần, trong la thứ anh em chỉ cần thuộc cho Tùng la thứ, rê thứ là nhóm thứ, trưởng là son trưởng, đô trưởng, pha trưởng là nhóm trưởng, và nhóm 7 chính là đim, si đim giáng 5 hoặc là mi 7. Đó, hai nhóm 7 đó. Và về chủ âm anh em có thể thỏa mãn giải quyết vài ba nghìn ca khúc. Rồi ví dụ Tùng hát bài khác này. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, 1, 4 đó. Đêm đông cô đơn vắng là 7 đó, vắng tanh đó. Anh em thấy không? Tùng đánh chỉ 1, 4, 7, 3 rồi lại về 1, 4, 7, 3 rồi 6, 2, 5 kết thúc rồi. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai đó, ôi là 2 này, hạt mưa rơi là 5 này, khóc thầm là 1 này, 2, 5, 1 đó. Ti đi đi ti đi đi ti ti đi 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 ti 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 đó, 1, 4, 7, 3, 6 đó, 2 đó, đó 4, 7, 3 đó. Ti ti đi ti đi ta ti 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 đi 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 ti 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 đó, 6, 2, 5 đó, 1 đó, anh em thấy không? Ví dụ thế. Rồi bây giờ ví dụ Tùng làm bài khác này. Rồi bây giờ Tùng minh họa là gì? Cái vòng này anh em cứ thuộc hợp âm là được thôi. Ví dụ trong mi thứ, mi thứ thì nó sang gì nhỉ? La mi thì anh em chỉ thuộc cái công thức của mi thôi là anh em đánh được thôi. Đó, mà thuộc thì nó dễ lắm. Tức anh em cứ lấy cái công thức mà Tùng chia sẻ, 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. 1, 4 là thứ, 7, 3, 6 là trưởng, 2, 5 là 7. Đó thì Tùng tìm này, 1, 4 này. Mi thứ 1, 4 là gì? Mi fa son la, la là 4. Vậy 1, 4 là thứ, rồi 7 này. Thì mi fa son la si do re, re chính là bậc 7, thì re là bậc 7 của nó, và re là màu trưởng, thì re sẽ có màu trưởng. Và gì, mi fa son là 3, rồi 6 của nó là gì, mi fa son la si do, do chính là bậc 6. Vậy ta có nhóm 7, 3, 6 là nhóm trưởng, và 2, 5 là đâu, mi fa, fa là bậc, fa dim chính là bậc 2 của cái hợp âm mi 7 này, và si là chính là bậc 5 của hợp âm mi 7 này. Và rồi chúng ta thuộc mi xướng âm la re son đô fa si mi. Rồi anh em cứ xướng âm cái này này,
mi tum 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 la tum 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 re tum 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 son 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 do 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 fa 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 si si mi. Anh em cứ cảm âm như vậy, cảm âm nhiều không? Ngày nào anh em cũng cảm âm, ngày nào anh em đánh cái vòng này rồi. Khi đánh xong cái vòng này rồi, Tùng đứng cái vòng này nè, Tùng cũng đánh 1, 4, 7, 3, 6, 5, Tùng đánh cho anh em ở trên hợp âm khác nha. Hồi nãy đánh trên la chán rồi, bây giờ Tùng qua mi này, đó, ví dụ này. Rồi bây giờ Tùng hát ví dụ một số bài như vậy. Nếu như ngày đó ta không gặp nhau, thì chắc nay đã không u sầu. Nếu như ngày đó tiếng yêu không phải màu, thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Anh em thấy không? Thì lúc đó Tùng mới có hát sơ sơ thôi, đánh sơ sơ ra bài hát đó, ra bài Nếu Như Ngày Đó rồi. Và Tùng đang đánh chưa nhỉ? Nếu như ngày đó là 1, ta không gặp nhau là 4, thì chắc nay là 7, đã không u sầu. 7, 3, 6 đó, chắc chắn nó về 6. Nếu như ngày đó rồi 6 thì chắc chắn về 2. Tiếng yêu không phải màu, pha là 2, thì giờ đây ta đâu phải xa nhau đó. Hoặc là ví dụ là vô điệp khúc nó cũng vậy thôi. Tình là trò chơi ân ái sao bằng ơi ta. Đi 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 da 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 ti ta. Đi 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 da da ti ta. Dù có bên nhau thì cũng đã muộn màng. Hoặc là nhờ cái vòng này chúng ta làm intro được, ví dụ là ta da 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 là 1, tầm tan tan là 4 này, ta ra ra là 7 này, ta ta ti ti là 6 này, đó ti đi là 3 này, 7 rồi, 7 rồi đến 3 đó là 3 là son đó, ti đi ti ti là 6 này, ti đi ti ta là 2 này, ti đi ti ti đi ta là 5 này, ta ta đó. Ta có cái intro. Nếu như ngày đó ta không gặp nhau, thì chắc nay đã không u sầu. Nếu như ngày đó, đó anh em có thể chơi phiêu bổng được nó với cái vòng 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. Thì Tùng muốn nâng cao cái giá trị của vòng đó để anh em cứ tập tốt. Ví dụ trên si thứ thì anh em đánh 1, 4, 7, 3, 6, đó 2, đô đêm là 2, 5, 1. Thì anh em thuộc vòng của si thứ thì anh em chấp hết các bài hát đó trên thứ. Ví dụ này, ví dụ là nhớ ngày em đi, à, nhớ của Trịnh Nam Sơn. Ví dụ là mây buồn phương xa, có lẽ em bây giờ hay vẫn biết tôi đang chờ và nhớ em mỗi mưa thu qua. Đó, thì Tùng đang dùng cái 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 để Tùng hát cái bài đó đó. Và Tùng đệm bài đó. Đó. Mấy mùa thu lớp trăng khuya cho lòng tôi giá băng. 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 để giải quyết cái bài, bất cả cái bài nào. Ví dụ là một cái bài khác đi, Tùng khi thuộc hợp âm rồi thì trên mi, trên la, trên rề anh em đều đánh được dụ son này. Ví dụ là người hãy quên em đi, thì trước khi đánh vòng 1, 4, 7, 3, 6, 5 thì anh em phải biết được là son thứ nó có bậc 1, anh em muốn tìm ra bậc 4 của nó là gì, là son la si đô thì đô là chính là bậc 4. Và anh em muốn tìm bậc 7 của nó là gì thì anh em đếm đó. Son la si đô rê mi fa, là fa là bậc 7 này, đó. Si giáng trưởng là bậc 3 này, 6 này, 6 là mi, mi giáng trưởng này, 2 của nó là gì? 2 của nó là la này. Đó, 5 của nó là gì? 5 của nó là rê, rê 7 đó. Son la si đô rê, đó, rê chính là bậc rê 7, chính là bậc 7 rồi. Bây giờ thuộc 1, 4, 1, 4, 7, 3, 6 rồi 2, 5, 1 rồi anh em đệm đó. Người yêu hỡi, ti ra ti đi ti ra, ti ra ti đi ta ra ra ta, ti ta ra ta 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 ra ta ra ta. Đó, Tùng dùng 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 Tùng đệm cái bài này ở cái vòng đó đó. Đó. Người yêu hơi là 1, đi 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 là 4, đi đi là 7, đi 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 mà em là 6, 3 đó.
đón những tờ đi 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 hai lặng nghe thời gian giang trôi năm người hãy quên em đi 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 cũng 1 4 7 3 6 2 5 cứ đi cái vòng đó chán, hoặc là ví dụ vậy làm bài rumba đi ha, bolero rumba chơi ha. Em đi về đâu hỡi em trên con bài gì nhỉ, tầm gửi đó ví dụ người mưa gió em đi về đâu hỡi em bảy ta da 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 cô đơn từng đêm ta 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 da 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 là 6 em đi về đâu hỡi em là 2 về đâu là 5 hỡi em 1 4 7 3 6 2 5 chúng ta có thể đánh được bài tầm gửi đi đi nhớ như lá khô bay sao sạc trong đêm thoáng em đi và ta ra ra ta ta ra ta ra 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 cô đơn ta ra 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 cho cuộc tình lao thiên tai em đi về đâu ơi em về đâu ơi em quá đơn giản nó. Những cái bài dạng này Tùng hát từ bây giờ đến ngày mai chưa hết được khoảng vài nghìn ca khúc, và Tùng có thể đệm vài nghìn ca khúc trong chốc lát không cần phải tập. Và ví dụ là đêm đi qua tìm lại giấc mơ của Ngô Hồ Ngọc Hà này. Đêm đi qua con tim buốt giá cơn mưa đau như cào xé trái tim đã có lúc tình mình ấm áp trong em nỗi nhớ một thời đó. Tùng đánh son thứ nó khó quá đúng không, Tùng về la thứ Tùng minh họa cho anh em này đó, 1 4 này 7 này 3 này 6 này 2 5 để anh em hình dung ra cái vòng này, này. Đánh ở đâu cũng vậy thôi. Và chúng ta đánh được bài này có nghĩa là bất cứ người ta hát ở một cái giọng nào chúng ta cũng đánh được. Ví dụ ta đánh son, người ta bảo tôi không hát son thứ cái bài này ở Tìm Lại Giấc Mơ, tôi hát ở la cơ. La thì đánh la. Cũng chúng ta lấy 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 của la là chúng ta đánh. Rồi đêm đi qua con tim buốt xa là 4 này. Cơn mưa đau là 7. Như cầu xe trái tim là 3 này. Rồi đến 6 này. Đã có lúc là 6. Tình mình ấm áp trong anh nỗi nhớ là 2. 2 rồi chị nhỉ. Thì về 5. Một thời đêm dài mình anh bật khóc sau lòng anh cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ mộng lành. Vì người ra đi là thế, vì người ra đi để quên cô quên, sao không cô quên được người. Ti da da ta da ti 1 1 1 1 1 4 4 4 lại lại về bay 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 lại về 3 3 3 3 lại về 6 6 6 lại về 2 2 rồi về 5 chắc chắn lại về nhà. Anh em giải quyết tất cả các bài, bài nào anh em cũng có thể chơi được. Clip dài quá rồi, Tùng xin dừng tại đây. Thông qua cái clip này Tùng muốn hướng dẫn anh em tập giỏi cái vòng công thức của Tùng sáng lập ra. Đây là cái vòng hợp âm mà Tùng sáng lập độc quyền trên cái tiến trình âm nhạc. Tùng nghiên cứu nhiều năm và Tùng viết ra cái vòng 1, 4, 7, 3, 6, 5. Nó chồng nhau những quãng 4 và Tùng có xếp theo nhóm nha anh em. Nhóm thứ, xong đến nhóm trưởng, xong cuối cùng đến nhóm 7. 1, 4 là thứ, 7, 3, 6 là trưởng và 2, 5 là 7. Anh em thuộc cái vòng này cho Tùng thôi. Anh em có thể tự tập guitar và tự chơi ngay tự được rồi. Và anh em có thể chơi khoảng gì nhỉ? Tập khoảng 20 bài, 200 bài để anh em tự đam mê guitar đã. Sau khi anh em nghe giỏi cái vòng này rồi thì cái bài nào mà nó không dính líu vào những cái vòng này thì anh em cũng biết được nó là 1 4 5. Vậy thôi, chắc chắn là 1 4 5. Nó không đi vòng này thì nó đi 1 4 5, tức là trong la thứ thì đánh la thứ, rê thứ, mi 7, la thứ, rê thứ, mi 7. Nhất là những bài xỉ lô rồi bolero, những cái dòng mà bolero chỉ 1 4 5 là anh em giải quyết khoảng vài trăm nghìn ca khúc rồi. Đấy, trên cái clip cả nhạc anh em có thể chơi được hết. Thì đó là cái thông điệp mà Tùng muốn gửi lại, nhắn lại cho anh em những cái điều mà anh em cần học cái công thức 1 4 7 3 6 5. Và anh em đọc được bậc thì càng tốt. Trong la thứ ví dụ anh em muốn đọc được bậc thì anh em biết được la thứ là bậc 1 thì rê là bậc 4, son là bậc 7 và đô là bậc 3, pha là bậc 6 mà mi là bậc 2, si dim mi là bậc 5, si dim là bậc 2. Rồi anh em thuộc cái bậc cho Tùng và anh em nghe được bậc tăng tăng. Tăng là cao này, tăng thấp tăng cao, tăng thấp tăng chìm nữa tăng. Và anh em nghe được âm tăng 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 tăng. Tăng là cao này, tăng tăng bậc 2 đó, tăng là bậc 5, tăng tăng là bậc 1. Thì anh em nghe được cái bậc bậc nào cao, bậc nào thấp
bậc nào lên, bậc nào xuống. Lúc nào giai điệu hát lên thì anh em đưa sang bậc 4, bậc 3. Lúc nào giai điệu hát thấp anh em đưa xuống bậc 6, bậc 7 hoặc là bậc 2 năm của nó để về nhà. Và nhất là những cái ca khúc nào mà cái sắp kết thúc thì anh em cứ lấy bậc 2 năm đón là anh em về được nhà. Lúc nào cũng vậy, tức là trước khi kết thúc bài hát Tùng hay nói đùa là ghé nhà bà 2 và bà 7 chơi một tí là anh em về nhà thôi. Bà 2, bà 5 là anh em về nhà. Đó là cái kinh nghiệm để chúng ta bắt đầu bước vào tiến trình học cảm âm. Thì thông qua clip này Tùng muốn tổng hợp và nhũ ý một số kiến thức để cho anh em cảm nhận được cái điều gì thì càng tốt. Rồi chúc anh em cảm nhận tốt và anh em cảm thấy yêu thích clip của Tùng thì tiếp tục đăng ký kênh và nhấn nút like và ủng hộ Tùng trên kênh. Tùng tiếp tục sẽ ra những cái clip để hướng dẫn cho anh em về những cái chủ đề về guitar và mong mọi người cùng đam mê guitar với Tùng để chơi guitar. Lúc đó chúng ta chỉ học thêm tiết tấu thôi. Tức là bài đó xì lô thì ta học xì lô, bài đó rumba ta học rumba, bài đó cha 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 ta học cha cha, bài đó bossa nova ta học bossa nova, rồi ta địa vào đưa vào cái vòng gì nhỉ? 1 4 7 3 6 2 5 và ta giải quyết tất cả các bài hát, tất cả các ca khúc. Khi cái trình chúng ta đủ tầm lên rồi thì Tùng hướng dẫn nha anh em cái kỹ thuật nâng cao, đưa những cái tiến trình hợp âm màu vào và chúng ta đệm hát ca khúc ngày càng hay hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.